Trân trọng kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử phát thiện tâm hoan hỷ đến tham dự buổi tiệc gây quỹ tạo mãi, cơ sở văn phòng 2, Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại nhà hàng Thanh Thanh vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 6 tháng 12 năm 2014. Chương trình có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Giáo sư Võ Văn Ái và phần ca nhạc với sự góp mặt của danh ca Thanh Tuyền cùng các nghệ sĩ địa phương và ban nhạc Mimix đảm trách. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Lê Thiệu, điện thoại 682-583-9500, bà Diệu Đăng 469-583-7399, ông Lê Quang 817-312-4797. Giá vé ủng hộ VIP 50 đồng, đồng hạng 30 đồng. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử phát thiện tâm hoan hỷ đến tham dự để tạo phước lành, viên thành công đức vô lượng.